Thứ hai, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Rừng Làm Đáy nha. Hôm nay anh em chúng tôi sẽ đi tìm kiếm động vật ở trong những khu. Cái này làm cái gì đây? Có mấy lỗ nè. Em nghi ngờ thấy có mấy lỗ thì em nghi ngờ thì thấy tò mò mới vô khám phá vậy thôi. Chắc là chim đại trứng. Chim đại trứng hay là... mình lấy ra coi. Lấy ra. Tò mò là nghề của em mà. Đó. Rồi. Ồ. Làm cái hộ em. Anh lợi. Một con thật sùng. Thật sùng hả? Một con thật sùng. Nguy hiểm. Xem nữa là nó cắn giống mày rồi đó. Rồi, chạy đâu rồi. Anh lại cứ làm mấy hộ, anh lại đã biết em nhát rồi, anh lại cứ ôi làm cho em giật cả mình. Thì ta anh phải cảnh báo mày trước là nó cắn mất giống mày sao? Thật sùng mà. Thật sùng mà nó sùng lên nó cắn á. Kì, coi tập từ từ. Là có cái gì đâu. Có cái gì mà quý, cái gì mà gọi là đẹp đẹp. Là lạ chưa thấy bao giờ. Lạ. Thiên nhiên hoang dã mà, đúng không? Nhiều loại. Một con này con gì? Ê khoan từ từ, đây. Đây. Trứng của cùng một trứng rắn hay sao đây nè? Một quả trứng, trứng rắn đầu mày trứng rắn, trứng của thạch sùng. Sao đụng hay tắc kè? Tắc kè, thạch sùng. Đây. Ô, đừng đụng nó, con này. Sao con này nguy hiểm lắm hả? Nguy hiểm. Em quên con này mất nó nguy hiểm. Cái đầu đựng mất tiêu rồi. Con này là nguy hiểm, đừng đụng. Đây con gì thế là lạ, con một gỗ chứ con này con. Một gỗ hả? Có sừng gì là lạ ghê nè. Hả? Ta nghĩ đâu là một con thiên nhiên hoang dã số một con nguy hiểm không? Đó, cái trứng thằng lằn này nữa nè. Lát về bỏ túi, lát về luộc ăn. Trứng ăn được không? Chắc là được. Nhớ là thằng lằn để con mà đâu ra mà lò ra trứng này nó trời. Ai đời mấy đời đi thằng lằn mà đi để trứng. Cái trường học lên lết mày có khác. Thầy dạy ngược thời gian không à. Thôi đi con, nó mày khác đi. Chắc cái động vật đâu hôi cái ta. Ui dồi ôi. Có nhiều con vật lắm nè. Có không? Đây nè. Vậy hả? Chạy đâu rồi hả? Lại ghê quá hả? Cái gì mà ghê vậy? Mà có gì? Từ từ, lại xem đi, đập cái gai. Này, nó chạy nó bỏ dép luôn. Mà không biết cho mày có cái gì. Tìm mình xem coi. Xấu quá. Có gì? Xem có đây chưa? Em thấy cái con gì á, em mới được mình em bỏ chạy. Có gì hả? Úi giời. Tao cũng sợ luôn. Anh biết con gì đó mà anh sợ. Mày sợ tao không sợ vậy. Tao nói gì? Thì lấy lại em đôi giáp được rồi. Ồ. Thế coi coi. Nhìn nó tao biết đi, tao sợ lắm. Em lấy gì chứ chứ được rồi. Được, im lặng, để tao coi. Này có cái gì? Ui, tao dám xem, tao không xem có gì đâu. Tao coi lại coi. Em sợ nó chạy rồi đó, em sợ nó chạy rồi. Để nếm em thấy nó hù, sợ giống nhá. Sợ nó chạy hả? Để tao coi con gì đây. Tao không dám. Dù rắn nhập ơi, chạy nó bơi, rắn nhập ơi, chạy. Bé kè, con rắn to lắm ơi, rắn to lắm ơi. Ơ rắn kìa. Bé kè hả? Rồi. Chém. Đi lên rồi, thôi, mày vô đi, giờ tao không dám vô đâu, nó cắn tao á. Mày vô đi, mày me sao mày đập mạnh lên. Nó bò ra kìa, nó bò ra kìa, đập nó, lên. Chết. Đâu rồi. Bò nhanh quá. Rồi, hết mẹ rồi. Thôi thoát rồi, má ủ ghê. Thiệt ghê. Còn mạng này cái gì? Nguyên ảnh gì đây? Nguyên ảnh gì ta? Trời ơi. Gì á? Cái gì mà trời ơi, gì nữa? Anh ơi. Gì á, gì vậy? Trời ơi. Ôi ơi, con rắn nó hút hai trái, nó hút hết một trái trứng, hết hai trái trứng rồi. Uổng ghê trời ơi. Ơi kìa. Trời ơi, quả trứng bự ghê anh ơi. Ôi. Quả trứng chim ta. Quả trứng gì ta? Trời ơi. Coi lông coi, nghiên cứu cái lông, cái lông con gì? Trứng chim bự ghê trời. Ôi. Trứng chim ta bự ghê. Trời ơi, thật là không thể nào mà. Trứng khổng lồ. Mà tin tưởng được đây, tổ chim gì đây nè.
Con rắn vô này nó hút sạch rồi. Sạch hết rồi, không 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 còn miếng nào luôn, không sờ muối được. Xem ở trong đây không còn miếng nào luôn, thấy không? Nó ăn à. Rồi con rắn hút sạch rồi, sạch trứng luôn. Hèn chi mà nó lì, nó thấy thấy mình nó không chạy. Không thèm chạy mà. Nó tham quá mà, rắn tham gì mà tham. Trời ơi, quả trứng bự quá anh ơi. Đã ghê. Bự ghê ta. Đã quá. Đây nè, anh quay anh nhìn cái cục phân nè, cục phân đậm chất cục phân luôn. Cục phân này nó to, nó bự mà còn như phân voi. Trời ơi, con chim nào mà ỉa mà cái cục phân nó bự thế không biết anh. Đây nè. Chim nào ỉa mà cục phân nó bự hoành tráng vậy. Anh không biết mà mày về nhà mày vô trường lên lết của mày, mày xịt coi, mày hỏi thầy tổ tiên coi. Trời chim ơi, chim gì? Lần đầu tiên một tổ chim hai trứng bự ghê ta. Chim gì đây nè, tôi đang nhắc mắt chim gì nè. Bây giờ sao? Bây giờ cầm trứng về hay sao đây? Ừ, mình cầm trứng về đi. Gặp về không? Em có một cái sách này. Để em đẻ qua trứng này nè, em đánh lừa cái con chim. Đúng rồi. Cái con chim ốc chó. Ốc chó. Ủa sao mày ướp lại, mày để vậy con mẹ nó về thấy vậy nó bỏ đi sao mà mình bãi được nó. Ô con mẹ nó, mẹ nó biết nhìn hả? Trời đúng ốc chó. Ốc chó hả? Em có chơi Liên Quân không ta? Em có chơi Liên Quân mà Liên Quân hơn chơi ốc chó đó phải không? Rồi, ốc chó là có thịt. Ốc chó có thịt. Em ốc chó có thịt nó mới sống. Ướp lại nha. Ướp lại để về nhà em chạy về nhà em làm cái bẫy đó. Còn quả trứng này là phải cầm về rồi. Không thể nào để quả trứng này được. Em cầm cái mẫu phân này về nhà, em xuống em hỏi ông bà tổ tiên xem có từng thấy chim bao giờ chưa. Giờ đây đi về đó, đi về nhà làm bẫy. Đi, anh em đi. Bây giờ anh em tôi sẽ đi về nhà thiết kế một cái bẫy và về hỏi thăm những người trên có biết con chim này là chim gì không. Vì chim này trứng rất là bự, lần đầu tiên tôi thấy rất là ngạc nhiên đối với tôi. Lần đầu đúng tiên rồi. Trong cuộc hành trình khám phá tôi mà tôi phát hiện được một trong hay quá. Bây giờ đúng anh em chúng tôi sẽ đi về nhà làm bẫy. Clip sau tôi sẽ cố gắng bắt được con chim này và quay cận cảnh con chim này cho bạn xem. Xin chào, hẹn lại trong clip sau nha. Đi về. Đi. Thật là may mắn của anh ơi. Đi.